hôm qua ngày 5 tháng 7, fanpage BID Auto Việt Nam trên các nền tảng mạng xã hội, đồng loạt đăng tải hình ảnh mẫu Ato 3 kèm dòng trạng thái We Are Coming. Động thái này trùng với thông tin BID đang có kế hoạch sản xuất ô tô điện ở Việt Nam. Như vậy, kịch bản hãng xe Trung Quốc mở bán ô tô điện tại Việt Nam đang dần trở thành hiện thực. Atoba 3 nhiều khả năng sẽ mở đầu cho giải sản phẩm của BID tại Việt Nam. Mẫu xe này đang thành công tại nhiều thị trường, ví dụ ở Thái Lan. Kể từ thời điểm mở bán vào ngày 1 tháng 11 năm ngoái đến 20 tháng 3 năm nay, BID Atoba đã đạt doanh số lũy kế 12.000 xe, liên tục giữ vị trí ô tô điện bán chạy nhất ở quốc gia này, trong nhiều tháng liên tiếp. Atoba hiện là mẫu ô tô điện duy nhất của BID được phân phối chính hãng, ở Thái Lan. Nếu Atoba thành công, BID nhiều khả năng sẽ mở rộng giải sản phẩm tại Việt Nam với hàn ép mang kiểu dáng sedan và tăng mang kiểu dáng SUV. BID Han F cùng cỡ nhóm xe đèn hạng D, trong khi BID tăng ngang cỡ nhóm SUV cỡ chung. Tại Thái Lan, xe có hai phiên bản, gồm Standard Range và Extended Range, giá bán lần lượt 742 triệu và 810 triệu. Trước đó, ông Wang Chu An Phu, chủ tịch BID, hy vọng Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hãng hoàn thành các thủ tục đầu tư và nhanh chóng bắt đầu sản xuất xe điện. Các xe này sẽ được bán tại Việt Nam và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Nguồn tin còn cho biết, hãng có kế hoạch hình thành một chuỗi cung ứng địa phương. Người phát ngôn của BID đã xác nhận qua email về kế hoạch sản xuất xe điện ở Việt Nam với Bloomberg. Tuy nhiên, người này không cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch đầu tư. BID là thương hiệu xe điện lớn nhất Trung Quốc, đang xây dựng cơ sở sản xuất ở nước ngoài đầu tiên, ở Thái Lan với công suất 150.000 xe một năm. Ngoài ra, họ cũng đang xem xét đặt thêm nhà máy ở một quốc gia Đông Nam Á khác. Ngoài Việt Nam, họ cũng xem xét Philippines và Indonesia mẫu xe SUV này sở kích thước dài rộng cao lần lượt 4.455mm, 1.875mm, 1.615mm, chiều dài cơ sở 2.720mm. Thông số này nằm giữa VinFast VF 34 và VF7. Cả hai phiên bản đều dùng motor đơn gắn ở cầu trước với công suất 198 mã lực và mô men xoắn 310 nm. Thời gian tăng tốc không đến 100 km/h trong 7.3 giây. Bản Standard Ring dùng pin 50 kW, tầm vận hành tối đa 410 km. Bản Extended Range dùng pin 60 kW, tầm vận hành tối đa 480 km.